Tưởng giỡn chơi không? Ai dè là có thiệt. Cà phê cô Linda. Chào mọi người. Trời ơi, ở ngoài gặp nhẹ nhàng quá mọi người ơi, không quen. Hi, Linda xin chào cả nhà. Ủa ai vậy? À, kim chi đỏ ao. Không phức kiếp. Cái gì vậy bà nội? Trà đậm nha, ok nha, không có quá ngọt nữa. Trà hibiscus cam xả, có cái mùi chua chua, thơm thơm của hai dâm mục. Thiệt nha, trà táo xanh kiwi cũng ok. Quận 3 nè, Cao Thắng, số 2A. Em không quen, chứ thật ra chị thấy mọi người chị thấy trên mạng như vậy à. Nhưng mà thật ra chị bình thường, chị cũng hiền vậy đó em. Trời ơi, không phải lúc nào cũng chửi. Trời ơi, ở ngoài nền nã quá, trời ơi, không tin được luôn. Bán nhỏ lẻ vậy đó, nên là thôi quyết định quán cà phê đi cho nó vừa vui mà mình có thể giao lưu được với những người mà chưa từng gặp mình ở ngoài. Chị không có đặt nặng là giao lưu với những người ở trên mạng. Chị chỉ ý là chất lượng nước mang một cái hơi hướng tích cực hơn. Chứ không nghĩ là mình mở quán để người ta phải đợi kiếm mình. Để ôi chị đẹp quá hay là ôi chị ơi trời ơi chị xinh quá chị hot quá. Không có cái đợt đó đã qua rồi. Nó đã qua cái thời đó.